Vũ cà phê hả? Dạ. Xin lỗi Vũ nha, chắc để bữa khác. Hôm nay anh có công việc gia đình á. Dạ không sao đâu, em cũng đến nói với anh là em đang có việc đột xuất á, nên chắc hôm khác mình đi nha. Cũng còn nhiều dịp mà. Ngại quá à, cho anh xin lỗi lần nữa nha. Dạ không sao đâu. Anh phải có công việc anh đi đây. Dạ. Bye em ha. Dạ, chào anh. Ông ơi. Em. Ngày hôm nay mệt rã rời luôn á. Ủa? Sao vậy? Quay đây, anh bóp vai cho. Thì hôm nay nè, em đi làm con dâu thảo cho má chồng. Em chở má chồng đi chợ mua đồ ăn. Xong rồi mua ba cái ga gói niệm, ghé qua ngân hàng á, làm cái thẻ tín dụng cho má chồng nữa. Trời đất ơi, giỏi quá vậy. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ cũng không có nói gì hết á. Mẹ chỉ cười tủm tỉm thôi. Em đỡ mệt chưa? Cũng bớt được chút chút rồi đó. Mà sao bữa nay anh thấy em hơi lạ lạ? Đâu, em bình thường mà. Tại vì em muốn gia đình của mình êm ấm, nên chiều lòng má một xíu á. Chẳng sao. Vợ của anh giỏi quá. Cảm ơn em. Khùng quá. Cảm ơn cái gì không biết nữa. Thì cảm ơn em vì đã đối xử tốt với mẹ, đối xử tốt với anh và với gia đình của mình. Cảm ơn thì bớt tiếp đi. Đây phải không? Em nhấc cái này nhiều nè. Trời, em rên gì kỳ quá vậy? Gì đâu kỳ, tại anh bóp đau chứ bộ. Anh bóp đau hả? Đau nè. Anh dám cắn em. Ai hơn ai? Hơn gì? Không có gì, đi ngủ. Ủa? Sao? Ê, em mới nói cái gì đó? Em có nói gì đâu, em quên rồi. Đi ngủ đi anh ơi. Em nói ai hơn ai? Hơn là hơn gì? Tự nhiên cái quên ngay người ta. Thôi đi ngủ nha. Không ngủ. Bây giờ em phải nói cho anh biết là hơn cái gì. Không, thôi đi ngủ, em không nói. Vậy tại sao mặt em đỏ lên? Không nói. Em nói xong rồi anh cho ngủ. Không, việc gì phải nói chứ. Em nghĩ vậy đúng không? Đâu có. Vậy sao mặt đỏ đây vậy? Là anh nghĩ chứ không phải là em nghĩ. Không nói, không nói, không nói, không nói. Ủa, ai gọi vậy anh? Chắc là đồng nghiệp thôi. Sao anh không nghe máy đi? Lỡ có chuyện gì gấp rồi sao? Giờ cũng trễ rồi, hết giờ làm rồi. Anh nghĩ là không có chuyện gì quan trọng đâu. Em. Dạ. Ngày mai á, anh tính là anh sẽ chở gia đình mình đi ăn. Em thấy sao? Em thấy được á. Nghe máy đi anh, người ta gọi nhiều vậy á, chắc có chuyện gì gấp đó. Alo. Vũ đang ở đâu? Rồi, cường qua liền. Chuyện gì vậy anh? Vũ đi làm về bị cướp ở gần công ty. Bây giờ anh phải chạy qua đó. Anh đi đi, đi nhanh lắm. Rồi, xíu anh về liền nha. Dạ.
Alo. Dạ đúng rồi, anh đến vòng xoay, quẹo phải là tới. Em có sao không Vũ? Dạ. Dạ, em không sao. Sao ra nông nổi này? Dạ, khi nãy em định ra lộ lớn để bắt taxi về. Đang đi thì có một chiếc xe từ sau chạy tới giật túi xách rồi để em ngã. Em chừng vào xuống cổng nên hơi đau một xíu thôi. Mà ngồi trong đó sợ quá nên em ra đây để gọi cho anh. Đoạn đường này nguy hiểm lắm. Trời tối mà em lại đi bộ. Xe em ở đâu? Tại em tưởng hôm nay đi cà phê chung với anh nên em không có đi xe. Em xin lỗi vì giờ này còn làm phiền anh. Không sao đâu, để anh đưa em về. Đi được chứ? Dạ em tự đi được. Để anh dìu em. Từ từ đi. Cho chân ngoài. Em ôm chặt nha.